Hello, xin chào mọi người nhé, thì lại là mình đây. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái con xe gọi là đầu kéo rơ móc nha. Và đặc biệt hơn thì là cái phiên bản V3.6 này. Thì cái chế độ của nó là lúc anh em cua cái con xe rơ móc ấy thì là nó sẽ có cái chế độ gọi là cua nghiêng như thế này nhá. Đây đây. Đấy anh em thấy không? Nó khá là thực tế giống y chang cái con xe kiểu như là ở ngoài đời thực nó chạy ấy. Ở đây nhá, cua góc ngang này đấy, anh em thấy không? Nó có cái độ góc nghiêng luôn, khá đẹp. Đấy thì đường link tải cái con xe đầu kéo Mỹ này thì mình có để dưới phần mô tả của video nhé. Thì anh em nào thích thì anh em tận đao về anh em trải nghiệm chơi. Đấy, anh em thấy không? Một con xe đầu kéo Mỹ rơ móc khá là đẹp luôn. Đấy thì với cả mình sẽ trải nghiệm cái map mới V3.6 của cái game Beat Simulator Indonesia này luôn nhé. Thì không nói nhiều nữa thì giờ thì mình sẽ lên xe và mình sẽ trải nghiệm cho anh em cái con xe này nhé. Đấy thì anh em thấy không, cái con xe đấy anh em thấy không, cua rơ móc khá là xịn sò luôn nhé. Thì tất cả những cái con xe mà sắp tới đây thì là nó sẽ cua đúng y chang con xe này luôn. Đấy thì mình sẽ tiện thể mình sẽ khám phá cái map mới này luôn nhé. Đó thì một cái map gọi là map mới thì nó vừa mới ra mắt và khá đẹp luôn anh em ạ. Đó, thì mình vừa mới ra cái khỏi gọi là khỏi cổng cái thì xe đã bị kẹt rồi. Đấy anh em thấy không? Thế này thì không biết thì là mình sẽ đi cái kiểu gì đây ta? Thì mình sẽ lách qua cái chỗ hẻm nhỏ ấy nhá. Đấy anh em thấy không? Mình cua khá gắt luôn đấy, cua khá là ngon luôn nhá. Mình sẽ rũ hết mấy con xe này luôn, nói chung là mình sẽ tông hết nhé. Wow, thì anh em thấy không? Một con xe đầu kéo của Mỹ khá là đẹp. Thì như là con xe này kiểu như là xe của đời, kiểu như đời ngày ngày xưa. Đó, nói chung là nó cũng khá là đẹp. Đó, thì con rơ móc ở đằng sau thì nó không khác gì xe ngoài đời thật thực tế đâu nhá. Đấy. Đó thì vào trong cabin này, đấy, anh em thấy không? Một cái trong cái cabin của nó khá là rộng rãi và thoáng luôn. Đó thì lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái map gọi là V3.6 này nhá. Đấy thì map này thì nó vừa mới ra mắt thôi. Đó, thì vừa mới ra mắt được có mấy tiếng thì là mình sẽ quay clip mình up lên cho anh em luôn. Em thấy không? Đấy thì cái khu này nhá, cái khu này gọi là cái khu nhà này. Đấy, khá đẹp luôn, anh em thấy không? Đấy nguyên cái khu này này. Đó, thì lóc nhà là toàn là xanh xanh nước biển ra trời, nói chung là quá là tuyệt vời mấy cái phiên bản V3.6 này. Và đường 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 của nó nhá. Thì anh em có thấy cái đường không? Đường khá là thực tế luôn anh em ạ và chạy xe khá là mượt luôn nhá. Mình sẽ cua này. Đấy, đấy anh em thấy không? Cái độ cua rơ móc này đấy, khá là thực tế luôn nhé, này cua này đấy có cái độ cong cả khá là phiêu. Đấy thì anh em nào mà thấy cái clip của mình hay ấy, thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho cái kênh của mình nhé. Và sắp tới thì mình sẽ lại chia sẻ cho anh em những cái bản mod đẹp và mới nữa cho anh em. Đấy thì mình nói khá là uy tín đúng không? Mình bảo là anh chia sẻ cho anh em con khác có ông mình 5 chân và mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi đấy. Lời nói ra là lúc nào cũng thật lòng với cả anh em, thế nên là anh em luôn luôn thật lòng với mình nhé, cứ ủng hộ mạnh like và share để ủng hộ cho cái kênh của mình. Đấy, cua kìa, ôi cua khá là đã luôn nhá. Thì mình sẽ phóng từ trên cao, mình sẽ nhòm xuống này. Wow, một cái map khá là đẹp luôn anh em ạ. Rồi thì hiện tại là nó đang load sang cái map khác nhé. Và mình sẽ bấm dấu X để nó chạy sang cái map khác này.
Thì mạng của nhà mình nó hơi yếu thì nên là nó load map hơi lâu, thì anh em cố gắng là chờ cho mình nhé, và mình cũng xin lỗi anh em đó. Thì cái này là do mạng không phải là do mình nhé. Vừa mới load xong map xong mà con xe nó cứ nhảy tưng tưng này anh em này. Đó, thì đây là nó load sang cái map thứ hai nhé. Chuẩn bị mình sẽ đi qua cái trạm thu phí. Nói chung là cái trạm thu phí này thì nó đã sửa lại này, đấy anh em thấy nó khá đẹp luôn. Rồi thì chắc clip của mình cũng tạm dừng tại đây thôi. Đó thì tại vì mình bị kẹt chỗ này nhá, thì nên là mình sẽ tạm dừng tại đây. Và anh em thấy cái video của mình hay ấy, nhớ like và subscribe để ủng hộ cho cái kênh của mình nhá. Và mình cũng chúc tất cả anh em trải nghiệm được cái con xe đầu kéo container này, dơ móc này, luôn luôn vui vẻ và thành công nhá. Rồi bye bye.